Hello cả nhà hello. Chương trình bữa nay mình chạy ra đây cho vịt ăn nè, con vịt. Ở mình cho nó ăn hồ nhỏ kia chưa có đã thèm, bây giờ này mình cho nó ăn hồ lớn. Ok, trước cho mình ăn hồ lớn thì mình đảo một vòng xuống cái cho quý vị coi, rồi có xuống cho ăn thì cũng phải đậu xe ở trên. Có xe đậu dưới này được mà. Đó, anh em thấy chưa, vịt kìa quá chừng chừng luôn, bây giờ kiếm chỗ đậu cái này nè hả, đậu được không, đâu có được parking không, đậu nó phải dán bảng á, nên cháu người ta kéo tàu xuống. Cả nhà hello, chương trình bữa nay mình làm cái clip này nè, ra ngoài hồ này cho vịt ăn với hải âu này ăn. Vịt này không phải là vịt ấy, vịt này không phải là vịt Bắc Kinh của mình nữa. Các anh thấy không, chim cò cá nước ở đây nó tự do quá. Mấy con vịt này roti là hết thuốc á, phải là ngon lắm á, với tiết canh cũng ngon đó nè. Loại này loại hoang dã nè, để anh ngồi xuống mình tiếp nó, hai bên bên nào cũng có. Chắc lát nó ỉa lên đầu mình thôi. Nhiều quá, ở đây mình cho ăn chắc hết tiền luôn á, chứ đông quá, đứa nào cũng mập hết. Ở dành ăn luôn kìa, dành ăn phía dưới luôn kìa, thì coi đã không, mấy anh này nè, này thọp mấy con cũng được, này là này giống con quất ở Việt Nam mình đó. Này này cỡ này tiết canh là ngon á, nấu cháo cũng ngon. Sao đi quay lần nào cũng đòi ăn tụi nó hết nè, không tiết canh thì cũng roti. Có cỡ thơ mộc không, ở Việt Nam mình thấy mấy anh đi làm clip quay đó quý vị, cho cá ăn ăn cũng thấy thương lắm. Ở đây mấy anh vịt này lạ quá, không phải vịt sim mình đâu, cũng màu đen, hải âu nữa. Con này là chim hải âu hả, hải âu ăn này, hải âu ơi, hải âu ơi, hải âu. Càng ngày càng lợi là gần rồi đó. Em cho ăn nãy giờ em quên nói luôn. Em bị say mồi á, không mà nói gì thấy đã quá rồi. Vậy thấy không, trời ơi, nó dí mình nè. Còn bịch nữa cho mấy đứa ăn, bữa nay no luôn. Trời hôm nay chiều hơi xe lạnh rồi, có tàu kéo xuống đây nè đi chơi.
Rồi giờ mình cho ăn bịch nó đi, sợ đầu mình cho mấy em no luôn cho rồi. Nè bánh mì mua để mình ăn nè, bánh mì loại mình ăn đó chứ. Mình ăn miếng đây. Mì đây để mình ăn chứ đâu phải của nó. Tụi nó ăn mình ăn luôn cũng được mà. Chim vừa ăn mình vừa ăn. Nhưng tội dành ăn đã không? Ngon đã không? Bên kia họ đi câu đó, anh em thấy không? Người ta đi câu bên đó đó. Bữa nay không thấy vịt của anh Út nuôi nữa. Cho nó ăn, mình ăn luôn cũng được. Tại sao nó lại nó ăn mà nó la hả? Nhà mình mà được bầy này cũng đỡ lắm á, nhưng cho nó ăn cũng vui. Đúng là lấy loại này nó ở biển sao nó bay vô hồ nó ở, chứ nước này nước ngọt mà. Cái hồ này lớn lắm anh em, chạy nguyên một vòng lớn lắm. Gần hết rồi nè. Lẹ quá. Mát bữa hổm nó ở đâu mát? Ở góc bên kia hả? Bên bên đó hả? Cầu bên đó hả? Dạ yeah, cho nó ăn hết đi qua thăm mát đây còn chút à. Trong quá khứ mình có con chó đó quý vị, nó cắn dây điện nó chết rồi, bữa hổm thiêu nó rồi đem ra đây rải rồi. Sợ nó bay lên đầu mình. Hải Âu quá trời không? Cho ăn đá luôn. Ăn lát chắc nó ỉa lên đầu mình đấy chứ. Hey. Dòng bên kia qua cầu. Chiếc tàu vô. Ngon quá, cho ăn cải nữa. Hình như nó không thích bằng bánh mì. Có bắp nữa nhưng mà không thích bằng bánh mì nữa. Bên đây nè, vịt nè, đây mới là vịt nè. Vịt Bắc Kinh nè. Có con nhỏ kia chưa? Nha.
Nha, dịch này mới dịch anh ít nuôi nè, dịch này dịch dịch đẻ đó, đúng rồi luôn, dịch này luôn đây nè, đẻ không à, không có đẻ, không có ấp, chỉ có đẻ thôi. Đúng rồi đó, dịch này dịch Việt Nam mình có nè, nhiều lắm, xứ sở của mình là dịch này nè. Hồi đó nó đi ăn nó dắt về bốn năm con giống vậy đó, màu nâu nâu đó, đó. Mình nuôi 5 con, nó đi ra ngoài nó ăn nó dắt về thêm lên 10 con nữa. Thấy mấy dịch này chỉ có màu một, nó không thay đổi đâu. Ok mình chưa ok, trong quá khứ hồi nãy mình nói nó có gì, mình có con chó đó, nó tên Max, nó cắn công dây điện nó chết rồi mình thiêu, rồi lần cuối cùng cũng đem ra đây rải nè, rồi bà chủ nhân của nó rải ở đâu đây ngoài này nè, hôm nay mình ra mình thăm nó đây, chừa miếng là cho nó ăn. Mát này vui lắm, nhung rải ngoài này luôn hả, tuốt ngoài luôn hả, nghe ra đây ngồi câu cá lý tưởng lắm quý vị. Không biết nó sâu bao nhiêu mình không có đo được. Max. Đấy, đấy, đây. Trên này đây hả? Ờ, dưới này hả? Nhà Max chị ăn bánh mì Max. Nguyên cái hộp luôn, nguyên cái bịch luôn á. À. Cho Max ăn à. Mát ở bên này vui. Coi vô cho dịch ăn tiếp. Tưởng nãy gió ra xe lạnh chứ giờ nó lạnh. Ok, bye Max. Nó qua hả? Nó bay lại kìa, bay lại. À, mình kêu nó tới đó, có gì thấy không? Mình kêu nó tới á. Ờ, thấy con đó lụm kìa. Mát gì ăn bánh mì với chim mát ơi. Thì nó thấy mình rải xuống nãy trắng đó, con mát á, dành ăn với con mát. Nha, yeah, nãy đứng ở đây cho ăn đẹp hơn à. Hải Âu này sướng, cứ có người rải cho ăn về sướng à. Mà loại này nó ăn cá luôn á. Cái ham anh em. Cái này vui hơn cho cá ăn luôn á. Ủa táp luôn. Thấy ham quá. Ra thăm Mát gặp chim với vịt ăn quá chừng. Đẹp thiệt á chứ. Vịt
Chiều bữa nào cũng ra cho tụi nó ăn vui á. Ồ nó lặn luôn kìa, con lặn dưới rồi. Lặn rồi, đi mất tiêu rồi. Ừ, con nào mổ nó lặn luôn rồi. Ok, thôi mình nhậu neo. Rút quân. Bye Max. Bye chim, bye vịt. See you next time. Bé zoom lại cho nó gần, coi cái... coi từ con á. Nó lại gần gần rồi đó, nó dạng à. Vậy thấy không? À. Ừ sao ừ, nãy giờ sao quay bằng sau lưng mình. Bạn phải quay trước mặt mình mới cho ăn nhé. Mấy con này chắc roti ngon lắm á. Nó kêu dành ăn à, dành ăn với con hai ba đứa dành ăn vui rồi. Quả đen tới luôn rồi nè, quả đen cho quả đen ăn luôn rồi. Con loại này con vịt gì á chứ không phải vịt gìn mình. Vịt này không phải vịt Bắc Kinh rồi. Có gì? Nó cũng thú lắm. Chiều mình mua bánh mì ra đây cho tụi nó ăn. Nó khuây khuẩn. Ai mà muốn xả stress á, chiều ra đây ngồi luyện nè. Bắt cái ghế ngồi dựa đây cầm chai bia phải không? Cầm chai bia với điếu thuốc. Dựa vô trong này là ngồi cái liền la rai xuống nhanh ăn. Stress cái gì cũng bị xả hết, không còn gì hết. Chim trời cá nước là lý tưởng nhất. Là hạnh phúc nhất. Ai muốn câu thì lấy cần câu ra đây ngồi giống như ngồi chờ thời câu cho nó vui. Quất hai ba con cá xong rồi thả trả lại. Giờ mình ngồi mình rải giờ đồ ăn hết rồi nha, có bu lại nên thấy vui không? Không biết tối nó ngủ ở đâu mình không biết. Chắc nó cũng vô trong mé, cặp mé đó nó ngủ. Thời tiết giờ này nó hơi xuống lạnh rồi đó. Tối nay cũng khoảng cỡ 31, 32 độ đó. Độ F. Cái máy bên kia là cái máy nhà máy phát điện bên đó đó. Như mình nói cái hồ này lớn lắm, nó chạy dòng bọc qua mé bên kia. Nhưng mà để chuyến sau mình mua đồ ăn tiếp. Cứ khoảng tuần mình ra ăn lần để mình quay cho quý vị xem cái cảnh lý tưởng ở đây. Nó có chiếc tàu nhỏ nhỏ chạy cũng vui, nhưng mà ở đây sắm tàu tốn kém lắm quý vị. Trong quá khứ Linh với Hằng có hết hàng mới có mà. Thôi mà đi vô, hơi hơi bị lạnh nữa. Cái này nó nổi như hồ nước cao là lên cao, nước thấp là lên thấp đó. Cái kiểu người ta làm đó. Cái kiểu người ta làm. Rồi chạy vô kìa. Thật sự mình đâu có bắt nó đâu mà nó cũng sợ mình. Mấy con chim này nè, chim Hải Âu nè. Cho ăn không hết chứ ai đâu bắt. Nó cũng ngán mình chứ. Nhiệt độ giờ này xuống rồi. Hôm nay đi cho vịt ăn về. Sẵn đây ghé rửa xe luôn.
Rồi mình làm gắn chung với cái clip cho vịt ăn này quý vị coi. Đây là cách rửa xe của người ta đây. Rồi đây là rửa xe đây quý vị, đã không? À, xanh đỏ vàng tím luôn đó, đã chưa đó. Xe tự động đó, mình chạy hơi vô rồi nó xịt nước, xịt xà bông các thứ. Sơn hết quý vị, tại cái quốc mạnh quá. Đầy xe mình hết. Nhưng mà không sao đâu, nữa là mình có xuống. Giờ chưa tới 2 phút giờ chạy qua đây hút bụi đây, hút bụi coi như là miễn phí luôn, tha hồ hút hút nhiều nó hút. Đây là mình chọn ra phần kinh cái này thì đậu đây nhà người qua hút nó cho nó lẹ. Xong hút bụi. Mở cột lên, mở cột.
tự làm hết, ví dụ như mình rửa xe là mình tự làm á. Thank you.